Chào các bạn. Và các bạn biết rằng là trong các cái video trước thì chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách đăng ký cái tài khoản để kiếm tiền với Tamodo. Đây là một cái dự án rất mới và đang được xu hướng nhiều người tham gia để kiếm tiền với cái dự án này. Và tôi đã có làm một cái video hướng dẫn mọi người là cách đăng ký tài khoản trên máy tính và trên điện thoại rất là tỉ mỉ và rất rõ ràng, và hai cái cách để kiếm tiền với chương trình Tamodo này. Tuy nhiên thì trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn một số các cái phương pháp tỉ mỉ đối với cái người mới khi mà tham gia kiếm tiền với cái chương trình này. Và chúng ta chú ý là cái link mà để đăng ký cái tài khoản này thì tôi để dưới cái phần mô tả của video nhé, cũng giống như tương tự ở các cái chương trình khác. Thì ở đây ta cũng một số người mới hoặc là những người mà chúng ta chưa biết đến chương trình này thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một số cái điều mà chúng tôi muốn nói đến ở đây. Thì Tamodo đây là một cái nền tảng tiếp thị liên kết hoàn toàn mới ra đời ở Việt Nam. Nó cũng giống như các cái nền tảng phổ biến tại Việt Nam như là AccessTrade, MarketFlow hay là Unica. Đấy. Cái sự khác biệt của Tamodo so với các cái công ty khác là thì hoa hồng affiliate lên đến 90%. Tức là điều này có nghĩa là có một vài sản phẩm có cái giá trị là 1.000 đô. Khi có người mua qua cái link của bạn thì bạn sẽ nhận được ngay cái số tiền là 900 đô và cái thời gian lưu trữ cookie là lên tới 365 ngày, tức là cực kỳ là tuyệt vời. Tức là khi mà có ai đó bấm vào cái link giới thiệu của chúng ta nhưng mà người ta lại không mua hay là người ta không đăng ký, người ta không quan tâm và bỏ qua, nhưng mà khoảng cái một thời gian sau, khoảng tầm 360 ngày sau thì nếu như người ta quay lại, người ta đăng ký hay là người ta mua thì chúng ta là vẫn nhận được tiền từ cái đối tượng, từ cái người này. Và cái phần thưởng giới thiệu là lên đến 7 tầng. Thì cái phần này thì tôi đã giới thiệu với mọi người ở trong các cái video lần trước rồi. Thì cái cách đăng ký như thế nào? Cái cách đăng ký rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc xuống cái phần mô tả của video để đây nhận ngay 0,25 đô khi đăng ký tài khoản tại đây. Thì ở dưới cái phần mô tả là có cái đường link để tôi để giới thiệu cho mọi người để cái cách để chúng ta đăng ký, hoặc là chúng ta nếu mà chúng ta không nắm được cách đăng ký thì chúng ta có thể vào cái kênh của tôi, vào YouTube chúng ta ghi Lê Văn Lực này, Lê Văn Lực, thì chúng ta sẽ thấy được ngay cái tài khoản Lê Văn Lực đây. Đây là hình tài khoản của tôi đây. Đây là cái cách đăng ký tài khoản kiếm tiền với Tamodo mới nhất năm 2020, tức là theo cái giao diện mới nhất trên điện thoại và trên máy vi tính. Còn đây là hai cái cách để kiếm tiền với Tamodo tôi cần hướng dẫn với các bạn rồi. Và đối với người mới thì ở trong này chúng ta không hiểu được thì chúng ta có thể là bấm vào đây để chúng ta xem cái cách để chúng ta đăng ký như thế nào. Chúng ta thấy là đấy, đây cái cách là tôi đã hướng dẫn rất tỉ mỉ nha, rất rõ để đăng ký. Đây, bây giờ cái link này các bạn chú ý là chúng ta bấm vào cái link này. Đây, bấm vào cái link này thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang tương tự như thế này. Thì chúng ta bấm vào cái chữ sign up ra đây là đối với trên máy tính nhá, còn trên điện thoại là các bạn xem tiếp cái video này sang cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy được là cái cách đăng ký trên điện thoại là như thế nào. Đăng ký trên điện thoại cũng không phải là khó đâu. Đây, đối với trên điện thoại thì cái giao diện khi mà bấm vào cái link đăng ký thì nó sẽ như thế này. Và chúng ta nhìn ở cái góc bên phải ở trên cùng đây thì chúng ta sẽ thấy có ba cái dấu gạch ngang đây. Bấm vào dấu gạch ngang thì chúng ta cũng thấy là có cái chữ Sign up free, thì chúng ta cũng bấm vào cái chữ Sign up free đây thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang để đăng ký tương tự như thế này. Đây là cái giao diện hoàn toàn mới. Đây, cái dòng đầu tiên là chúng ta ghi họ và tên thì chúng ta vào. Thứ hai là dòng thứ hai thì chúng ta chọn cái quốc gia, chúng ta ở quốc gia Việt Nam thì chúng ta ghi quốc gia Việt Nam. Cái dòng thứ ba là chúng ta ghi cái nhập cái địa chỉ mail của chúng ta vào đây. Và dòng thứ tư là chúng ta điền mật khẩu. Và dòng dưới này nhập lại mật khẩu, cũng nhập lại mật khẩu tương tự như mật khẩu ở trên nhé. Đấy. Rồi sau đó là bấm vào bạn chấp nhận điều khoản này, rồi bấm vào cái chữ tôi không phải là người máy, tôi bot ở đây. Và bấm vào chữ đăng ký. Và sau đó chúng ta vào mail rồi chúng ta click vào cái đường
dẫn ở trong đó để chúng ta xác nhận cái tài khoản của chúng ta là chúng ta đã đăng ký thành công được rồi, và sau đó chúng ta sẽ đi kiếm tiền là được rồi. Đấy là cái cách đăng ký đơn giản là thế, tôi không nói lại nhiều ở cái phần này thì tỉ mỉ hơn là ở trong cái phần video hướng dẫn ở đây là cách đăng ký tài khoản kiếm tiền với Tamoro mới nhất năm 2020 đấy, với cái giao diện cực kỳ mới. Tiếp theo cái phần hoa hồng trả thưởng thì các bạn cũng xem rồi, sẽ nhận được 5% tiền thưởng thu nhập của người mà các bạn giới thiệu. Đây đây là một cái ví dụ như thành viên đây, ví dụ như ở tầng 1 này bạn giới thiệu được 5 người thì bạn sẽ được 1,25 USD. Người ở tầng 2, nếu mà mỗi người ở tầng 2 giới thiệu được 5 người thì sẽ được là 25 người sẽ được 6 USD, ví dụ như thế. Thì dần dần ở các cái tầng này thì mỗi tầng các bạn đều được 0,25 USD trên một người cả. Nên cái số tiền ở đây là rất lớn. Như tầng 1 0,5 người mà các bạn giới thiệu lên 7, 8 người hay là 10, 30 người, đấy là cái chuyện bình thường. Chứ không phải nhất thiết là 5 người như trong cái đây, đây chỉ là một cái ví dụ thôi. Ngoài ra thì bạn còn nhận được 5% trên cái doanh số bán hàng của người khác. Đấy. Vậy thì, thế thì tại sao chúng ta lại nên chọn Tamodo? Ở đây có một số lý do rất là đặc biệt. Thứ nhất, đây là bắt đầu rất là dễ dàng, chỉ cần có mail là có thể đăng ký trong vòng vài phút là chúng ta đã đăng ký xong rồi. Thế là tất cả đều phải có mail nha, chúng ta đăng ký được. Và bây giờ là nó đã hỗ trợ cái giao diện tiếng Việt. Tamodo là một cái công ty nước ngoài nhưng mà ngay ban đầu đã có cái giao diện hỗ trợ tiếng Việt, chứng tỏ họ đặc biệt ưu tiên cho cái cộng đồng người làm tiếp thị liên kết tại Việt Nam. Và cái lý do tiếp theo nữa là dễ dàng kiếm tiền với tất cả mọi người, là chỉ cần duy nhất cái điện thoại và tài khoản Gmail đã đăng ký, các bạn có thể là chia sẻ nhanh chóng qua Facebook hay là Zalo. Với cái thời lượng lưu trữ được hệ thống ghi nhận lên 360 ngày. Và ở đây là nó phát triển trên hệ thống toàn cầu, là tất cả các thành viên trên toàn thế giới đều được chào đón tham gia cả. Đây là một số hình ảnh mà thu nhập của anh em khi mà làm trong cái này. Đây ví dụ như đây. 216 đô này, rồi 13.202 đô này, 214 đô này. Nên đấy 500 đô, 600 đô, 4.857 đô, rất là nhiều. Đây không phải là một cái dự án gì là mới hoặc là quá khó khăn đối với mọi người, nhưng mà nếu chúng ta chú ý chúng ta làm, tận dụng những cái thời gian rồi để chúng ta làm thì làm đúng phương pháp mà chúng tôi hướng dẫn thì các bạn sẽ thu lại được cái lợi nhuận rất là lớn. Vậy thì làm thế nào để tuyển được? Trước hết để chia sẻ bất kỳ một cái dự án nào thì bạn phải có một cái tư duy đúng là chia sẻ rất dễ dàng và chia sẻ là giúp người khác phát triển, giúp người khác kiếm tiền. Do đó mà bạn có bỏ được hết cái rào cản ngại ngùng và sự từ chối khi mà chia sẻ thì các bạn sẽ kiếm được cái lợi nhuận và sẽ thành công được ở trong chương trình này. Thì có hai cái cách để chia sẻ cái dự án Tamodo một cách rất dễ dàng. Thứ nhất là cái cách này là cách miễn phí, tức là chúng ta chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Rồi từ những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người ta sẽ chia sẻ cho những người khác thì chúng ta sẽ tạo thành được một cái hệ thống kiếm tiền cho chúng ta rất là lớn. Và đây hoàn toàn là miễn phí nhé, không phải bỏ một cái đồng tiền nào cả. Các bạn lưu ý là như thế đấy. Cái thứ hai là chúng ta có thể chia sẻ trên Facebook cá nhân và các cái group trong Facebook. Để làm video chia sẻ trên YouTube hay là TikTok. Và cái tiếp theo là viết bài review trên cái blog cá nhân. Đấy là cái cách chia sẻ miễn phí mà các bạn có thể tận dụng, vận dụng để làm được. Và nếu chúng ta làm cách miễn phí rồi cũng có thể, nếu có điều kiện cũng làm theo cách trả phí ở đây. Cách trả phí là quảng cáo trên Google này, YouTube này, hay là quảng cáo trên Facebook, hay quảng cáo trên TikTok đều được. Vậy thì đối với các bạn là những người mới thì các bạn chú ý ở đây là khi mà chúng ta tuyển những người ở tầng 1, tức là F1 của mình, là chúng ta tập trung vào cái việc hỗ trợ
từ 5 đến 10 người ở F1 và để giúp cho họ là hiểu được cái dự án này và giúp cho họ hiểu được và cung cấp cho họ các cái cách để các bạn người ta cùng tuyển được những người dưới mình giống như bạn và trao đổi thường xuyên để giúp họ cùng kiếm được tiền, thì các bạn sẽ tạo được một cái hệ thống, một cái chương trình cực kỳ là lớn. Có thể bạn nghĩ là 100.000 nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nếu bạn giới thiệu được 10 người, 100 người thì con số đó cũng phải nói là cũng rất là đáng nể rồi. Và đặc biệt là cái dự án này là hoàn toàn miễn phí nên là mọi người dễ dàng tham gia và kiếm được tiền. Thì chúng ta có thể là lên các cái mạng xã hội Facebook hay là các cái group nhóm kiếm tiền, chúng ta có thể ghi một vài các cái dòng chữ, ví dụ như là em mới được sư phụ bày cho cách kiếm 100k đến 300k trên ngày, ai có thời gian rảnh 2 giờ trên ngày và muốn kiếm tiền uy tín thì inbox cho em chỉ miễn phí, nhưng mà chỉ cần 10 người hay là 20 người đầu tiên thôi, và cam kết đấy là không phải là đa cấp hay là cũng không phải cần phải bán hàng cũng được và cũng không cần phải đầu tư một cái đồng tiền nào cả. Thì chúng ta đại loại là như thế thì chúng ta vẫn có thể là kiếm được tiền và chúng ta chờ xem là có ai, và khi mà có ai mà người ta gửi tin nhắn cùng muốn kiếm tiền thì chúng ta sẽ inbox cho họ và hướng dẫn họ cách để họ có thể đăng ký tài khoản, cách để họ kiếm tiền đấy. Và đặc biệt là chúng ta phải biết cách để chúng ta giúp cho những người ở tầng F1 của mình phát triển và kiếm được tiền và giúp cho họ cũng tuyển được những người F1 đằng dưới của họ tương tự như các bạn. Đấy, thì đối với những công việc của những người mà mới khi mà tham gia vào làm là các bạn phải nhớ được một số cái điều như thế. Trước hết là các bạn phải hiểu được cái dự án này là một. Cái thứ hai là các bạn phải biết cách đăng ký trở thành một cộng tác viên chính thức đã. Và cái link đăng ký thì mình để ở dưới phần mô tả rồi và có cái video hướng dẫn tỉ mỉ đối với các bạn. Và cái tiếp theo là các bạn phải tập trung hỗ trợ cho những cái người mà dưới của mình từ 5 đến 10 người cũng hiểu về cái dự án, cũng giúp họ cách tuyển được cộng tác viên và trao đổi với họ thường xuyên để giúp họ kiếm được tiền. Và bắt đầu từ những người đằng dưới các bạn thì người ta cũng sẽ tiếp tục làm những công việc đấy, hướng dẫn những người tiếp theo, và những người ở tầng tiếp theo nữa lại hướng dẫn những người ở tầng tiếp theo nữa, và cứ như thế thì tất cả mọi người khi tham gia vào cái chương trình này ai cũng sẽ hiểu được cái dự án và người ta sẽ biết cách để kiếm tiền và biết cách để xây dựng cho người ta một cái hệ thống kiếm tiền tuyệt vời này. Và cuối cùng xin được chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả với dự án này, và nếu như có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video nhé, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách tỉ mỉ chi tiết nhất giúp các bạn sẽ thành công được trong cái chương trình này.